Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp tục giới thiệu một số tác phẩm của vườn cảnh ông Trần Đức Long, Thanh Sơn, Phú Thọ. Chúng tôi thấy có một cây xanh tầm nhỏ. Đây, với cái bóng rất hay. Cây xanh dáng làng, nhưng có bốn tay đưa ra bốn góc cân đối, và một chính tay chính giữa đưa lên làm ngọn. Hầu hết tay nào cũng có dễ buông. Chỉ có cái phần bông tay dăm thì chúng ta tiếp tục chọn dăm và làm cho bông sẽ đẹp hơn. Với cái báo giá của anh Long, tôi được biết là cây này anh vừa báo giá là 10 triệu. Đó là cái giá giao lưu. Và qua số điện thoại của anh Long trên màn hình, chúng ta cũng sẽ trao đổi để giao lưu với nhau. Với tác phẩm xanh này là 10 triệu. Trong khi tôi đi làm chương trình ở vườn cảnh anh Long này, tôi đến đây tôi gặp một cây sương cá ba thân. Trông cũng hay hay thế này mà tôi hỏi anh bao nhiêu tiền, anh bảo ôi cây này em vứt đi đấy. Anh em nào xin em cho. Tôi cũng giới thiệu với các bạn luôn. Đấy, tôi khi tôi nói cái này là các anh ngồi các anh cười. Mà thực sự là như thế. Vâng, ai mà ở xa nhất thì ông ấy sẽ cho. Bởi vì quý ở cái công mình đến với nhau rồi. Đến để giao lưu, đến để thăm vườn. Và lúc về là có quà là cây xương cá như thế này. Vâng, đó, tuyệt vời. Bây giờ tôi tiếp tục đi giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm còn lại. Chúng ta đến với một cây túc tầm nhỏ. Anh vừa nói là cây này giao lưu giá 3 triệu à? Vâng. Vâng. Tức là cái viên đá kia. À, tôi sang bên kia tôi quay xem cái vết của nó ôm đá kiểu gì. Đấy rồi. Bây giờ tôi chuyển sang. À đây chính là cái mặt phải bên này đây. Anh ấy lại đặt ở góc kia. À đây chúng ta nhìn cái vế bên này thì đẹp hơn. Đấy. Đưa điện cho bác nghe hộ ba ơi. Đưa máy điện thoại cho bác ấy, hộ ba ơi. Chúng ta đến với một cây xanh, cũng là cây xanh quê thôi. Nhưng mà tôi cảm nhận đây nó cái màu lá và cái lá nó rất là bóng. Nhưng không phải lá móng. Ở đây không phải lá móng. Nhưng mà cái màu lá rất hay, bóng này. Và dăm cũng đẹp. Bây giờ chúng ta xuống cái phần thân bệ. Một cây xanh rất là già. Đây là những viên đá thấm thủy. Tôi có góp ý với anh Long là sẽ cắt bớt.
chỉ cắt đến chỗ này thôi. Sau đó đưa vào cái chậu nhỏ hơn. Để cho cái bóng cây nó thấp bớt, chứ không lêu đêu như thế này. Không cồng kềnh như này. Vâng, cái tôi đánh giá cái nghệ thuật ở cái chỗ này, cái bắc cầu gọi là cái kèo cột, cột kèo giao thân để tạo lên hai vai hai bên và thân chính lên làm ngọn. Tất nhiên còn phải chỉnh sửa nhiều, chúng ta mua lấy cái cốt thôi, bóng như này là hết ý rồi. À, cây này anh giao lưu giá bao nhiêu anh ơi? Cái cây mà lúc nãy mà tôi bảo góp ý là cho cậy bỏ đá cắt bớt đi, cột kèo này bao nhiêu? À 15 triệu. Vâng. Đến với một cây xanh và có cái dáng trực, nhưng mà được cái tay thứ nhất anh ấy có đánh lao thành vai và có những cái rễ trống cũng rất là đẹp. Cây này giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây nào? Cây tôi đang quay này. Cây đấy là 7 triệu. 7 triệu à? Vâng. Giả quá. À, rất hay. Và những cây xanh ôm đá với cái tuổi đời cũng rất là cao rồi. Bây giờ những cái cây dòng tầm này thì chắc là giá cũng rất là mềm mại, hết sức là hữu nghị, chắc chỉ tầm 5-7 triệu. Số lượng cây và bóng dáng kiểu như thế này vườn anh Long còn rất nhiều. Các bạn có điều kiện đến thăm trực tiếp để chúng ta lựa chọn.
Cây này đã có 6 tay đưa ra rất đều các phía. Vâng, bên này 3, bên kia 3. Đây, 1, 2, 3. Và bên này 1, 2, 3. Tay ở giữa là tay thứ 7. Thân chính lên làm ngọn. Thất hiền. Và số dễ buông cũng rất là cân đối. Theo từng tay một. Giả kinh khủng. Để tôi hỏi cái cây ở ang tròn này giá bao nhiêu. Cây ở cái ang tròn này giá bao nhiêu anh ơi? Cây bảy thân này. Anh Đức Long. Ở cái ang tròn này. Bao nhiêu? 15 triệu. Vâng. Chúng ta được báo giá 15 triệu. Cái này về cắt thu lại hết. Thu ngắn hết. Vâng, ví dụ như cái tay này. Chúng ta chỉ thu đến đây. Thu đến vị trí này. Sau đó làm bông tán ở vị trí này. Đón một cái mầm ra một chỗ nào hợp lý nhất. Thì bóng cây sẽ gọn gàng hơn. Đây, ví dụ như chỗ này. Thì sẵn sàng bỏ cái trễ này đi. Cắt từ đây. Lọc bớt rễ. Lấy những cái rễ mà nó tôn vinh tác phẩm lên thôi. Còn những cái rễ mà nó thu chân vào phía trong, người ta gọi là rễ kiềng. Đằng này là rễ thì chân rễ lại thu vào trong. Hoặc là có thể cắt xong đưa nó ra. Hoặc là cắt bỏ. Vâng, 15 triệu cây xanh này. Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn sơ bộ một số những cái tác phẩm vườn cảnh ông Trần Đức Long với 3 cuốn video như vậy. Đến với thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Qua số điện thoại của ông Trần Đức Long trên màn hình. Mời các bạn đến trực tiếp để giao lưu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.